Hey yo, triệu hồi 500 anh em, tự tin mắt sáng dáng cao, học bao điều lạ. Nhận ngay thách thức tìm hình tình mắt trong video ngày hôm nay. Bạn đã sẵn sàng chưa? Get go! Câu 1. Hãy tìm ra chữ F trong rừng chữ E này nào. U là trời, trong số 200 chữ này thì chỉ có một chữ F đang ẩn nấp cùng 199 chữ E ở đây nha. Câu 2, bạn có thấy câu 1 khó không? Khó quá chứ, nhở? Nhưng mà câu 2 còn khó hơn đây này. Hãy thử tìm ra chữ V trong hình nhé. Đây nè, phải có đôi mắt 11 trên 10 thì mới có thể tìm ra đấy nha. Câu 3, tiếp theo, hãy tìm ra chiếc giày khác biệt nhất trong bức hình này nào. Chẳng phải là có một chiếc giày gãy gót ở đây sao? Câu 4, nếu tìm ra chiếc Pokemon khác nhất trong hình thì bạn đúng là thánh soi. Chiếc Pokemon không có đuôi này thì nhấn like video điểm danh nhé. Sang câu 5, bạn có tự tin có thể tìm ra số 7 trong hình không? Đây rồi, khả năng đánh lừa của câu hỏi này khá cao đấy, nhưng còn lâu mới qua được những cặp mắt tinh tường của các bạn đúng không? Câu 6, vậy còn những chiếc trứng ốp la này, bạn mất bao nhiêu giây để tìm ra sự khác biệt? Vừa có tâm hồn ăn uống, lại vừa có đôi mắt tinh anh thì sẽ tìm thấy ngay một chiếc chảo chỉ có một lòng đỏ trứng mà thôi. Câu 7, trong số những quần xúc sắc này, bạn có thể tìm ra được quần nào sai sai không? Làm gì có quần xúc sắc nào sắp xếp hình chữ H như thế này chứ nhỉ? Câu 8, tìm mơ mắt cũng chưa chắc đã tìm thấy em bé khác biệt nhất trong hình này đâu. Đây này, tự nhiên lại có một em bé giơ tay lên, khác biệt hẳn. Rủ em bé nhà bạn chơi câu tiếp theo đi nè. Câu 9, giờ ăn đến rồi, bạn có tìm ra miếng sushi đứng sai vị trí trong hình không? Chưa, miếng sushi ở đây đã đứng ngược bên mất rồi. Câu 10 là một câu đố tìm ra con vật trong bức tranh. Bạn thử nhìn kỹ xem có thấy chú cóc ngồi ở đâu không nhé. Bạn đã hết thời gian và chú cóc đang ngồi ở đây. Nó quá giống một chiếc lá đúng không nào? Ngại gì mà không tặng một like cho sự đáng yêu này nhỉ? Câu 11, trong số những chữ B này có ẩn chứa một chữ khác nữa, bạn thử tìm xem. Bạn đã nhìn thấy chữ gì ở đây chưa? Comment ngay chữ mà bạn nhìn ra nhé. Câu 12, icon này quá quen thuộc đúng không nào? Cơ mà vẫn có gì đó sai sai ở đây. Cười ngược ở đây không nhỉ? Nếu có thì bạn đích thị là kẻ hủy diệt trong vũ trụ tìm hình tinh mắt rồi đấy. Vậy thì hỡi những kẻ hủy diệt, hãy thử tìm xem quả cà chua đang ở đâu trong số những quả táo này. Tưởng là làm khó được các bạn fan tinh mắt, ai ngờ vẫn chỉ là dễ như ăn kẹo. Quả cà chua đã bị phát hiện nằm ở đây rồi. Câu 14, chỉ có 7% số người tìm ra số 7 trong bức hình này. Thì ra
là nó nằm ở đây, trình độ tinh mắt của các bạn cũng đáng nể đấy. Câu 15. Có bao nhiêu bạn giải được câu đố trùng cuối này? Giữa rừng chữ M đang ẩn chứa một chữ khác, bạn thấy không? Thấy chữ nào thì bình luận ngay xuống phía dưới video nhé. Qua 15 câu hỏi thử tài tinh mắt này, bạn nhận thấy mắt mình có đủ tinh anh hay không? Trong video tiếp theo sẽ là những câu hỏi thử tài vô cùng thú vị nữa. Vậy nên đừng quên like và đăng ký kênh để chúng mình cùng thử tài ở trong những video sắp tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!